Hành trình qua cánh đồng chết, số 32, tác giả Chandrithi Him. Sozer giới thiệu tôi với một số nhân viên bệnh viện, bác sĩ Sophon, một người Campuchia gốc Canada, Marie Billit, một y tá Mỹ tình nguyện, và bác sĩ Trần, trước đây là bác sĩ y khoa ở Việt Nam. Lạ thay, tôi bắt tay họ một cách hết sức tự nhiên. Đột nhiên, tôi thấy mình là người lớn, đã trưởng thành rồi. Sozer sắp đi Mỹ và cần một người thay thế cô làm thông dịch viên y tế. Nó hỏi tôi có thích việc này không. Tôi trả lời còn hơn là thích nữa. Nó cũng cười vì sự phấn khích của tôi. Bây giờ thì một trong những giấc mơ của tôi sắp sửa được thực hiện. Tại Khao Y Đang, tôi rất muốn học tiếng Anh. Tôi cũng vô cùng muốn làm thông dịch viên y tế. Đôi khi tôi mơ đang học tiếng Anh. Tôi sẽ dịch cho bệnh nhân và làm việc với các y tá và bác sĩ. Đó là một phần thưởng khi được giúp những người tị nạn. Bạn của tôi, những người đã trải qua nhiều thống khổ đến như vậy. Bây giờ, giấc mơ đó đang trở thành sự thật. Có lẽ, rồi giấc mơ kia cũng sẽ thành sự thật khi tôi đến Mỹ. Tôi nhớ điều mình đã hứa khi chôn cất chị Chê. Chị Chê ơi, nếu em còn sống sót, em sẽ học ngành y. Em muốn giúp đỡ người khác vì em không giúp được chị. Nếu em chết ở đây, em sẽ học ngành y ở kiếp sau. Anh Than phàn nàn rằng không có ai chịu dạy tiếng Campuchia cho Mập. Anh nghĩ rằng Mập đã 7 tuổi phải học tiếng Campuchia bởi vì đó là ngôn ngữ chính của nó. Anh nói rằng anh sẽ dạy Mập vì chúng tôi không còn Pa hay Mắc đảm nhiệm vai trò đó nữa. Tôi hãnh diện vì anh đã nghĩ đến Mập. Tôi lắng nghe anh nói và liếc nhìn anh dạy Mập trong khi tôi đang học các thuật ngữ y khoa trong cuốn Cẩm nang y khoa Campuchia mà Sozer đã cho tôi. Tôi chú ý anh Than hí hoáy viết vội vào sổ tay. Thật sung sướng khi thấy anh tự nắm lấy trách nhiệm của mình. Anh Than đọc lại bảng mẫu tự Campuchia, rồi anh bảo Mập lập theo anh. Sau vài lần, anh bảo Mập lập lại một mình. Mập có vẻ chán, không chú ý. Nó bảo anh Than nó muốn ra ngoài chơi. Anh Than bảo nó phải học tiếng Campuchia và yêu cầu nó phải lập lại theo anh. Mập lắp bắp đọc theo anh. Sau đó anh bảo Mập đọc lại các mẫu tự một mình. Mập chỉ có thể nhớ được vài ba chữ. Điều này khiến anh Than giận điên lên. Anh nện một cú xuống vai Mập. Mập bật khóc. Anh Than đưa tay lên dọa đánh nữa. Mập co rúm người lại. Nó nhìn tôi cầu cứu, nhưng tôi không muốn nói gì vì anh Than đã 18 tuổi rồi, lớn hơn tôi. Với lại, anh sẽ chẳng thèm nghe tôi vì tôi đã không nghĩ đến việc dạy Mập như anh đã làm. Mập vừa khóc tức tưởi, vừa lặp lại theo anh. Sau đó anh Than bảo nó đọc lại mẫu tự một mình. Mập đọc được vài chữ rồi ngưng lại, mắt nhìn có vẻ chuẩn bị chờ đợi bị đánh thêm. Anh Than lại nện vào vai nó và nói: "Chừng đó chữ mà mày không nhớ được à? Có khó gì đâu. Mày ngu lắm." Anh trừng mắt nhìn Mập. "Nó không có ngu." Tôi bảo anh Than. Giọng tôi phát ra lớn hơn tôi muốn. "Nó mới bắt đầu học. Thế mà anh lại muốn nó biết hết mọi chuyện. Thầy giáo gì mà như anh vậy?" "Mày đừng có bảo tao phải làm gì." Anh nạt lớn. "Tao muốn dạy nó. Nếu không có ai dạy nó cả, làm sao nó đi học được?" "Anh đâu có dạy nó, anh chỉ hành hạ nó thôi." Tôi không biết từ đâu những lời lẽ đó vọt ra khỏi miệng tôi. Chị Ri hiện ra trên cầu thang và tôi không ngần ngại kể cho chị nghe chuyện đã xảy ra. Tôi cũng bảo chị tôi nghĩ gì về anh Than, về cách anh dạy và phạt Mập. Mập đứng dậy và chạy đến chỗ chị Ri. Anh Than nhìn tôi, anh bảo tôi chỉ giỏi chỉ trích và không chịu giúp anh dạy Mập. Lúc đó tôi không biết nói sao, vì quả thực tôi chưa bao giờ dạy Mập cái gì hết. Rồi tôi nhớ ra điều người lớn thường nói: một người thầy giáo tốt là một người phải kiên nhẫn mới dạy học sinh được. Quan sát anh Than,
Tôi thấy anh không phải là người kiên nhẫn, vì thế anh không phải là thầy giáo tốt. Trái lại, anh chỉ là một ông anh độc đoán. Khiếp sợ vì những gì anh Than làm, chị Di, 20 tuổi, bảo anh Than không phải lo âu về Mập nữa, nó mới có 7 tuổi. Từ đó anh Than thôi không dạy Mập nữa. Anh Than giận tôi vì tôi đã cao giọng với anh, nhưng làm sao tôi không cao giọng khi anh đối xử với Mập theo kiểu đó. Anh Than muốn tôi xử sự như một cô gái Campuchia đúng cách, nhưng tôi không còn có cách xử sự nào khác được nếu tôi cảm thấy một ai đó bị tổn thương. Tối hôm sau, nằm ngửa học với cuốn cẩm nang y tế dựng trên ngực, tôi không thể nén cười khúc khích. Tôi vừa buồn cười vừa bối rối, bụng tôi bắt đầu đau, gò má mệt vì cười, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra trên khóe mắt. Em cười cái gì vậy? Chị Di hỏi và nhăn răng ra cười theo. Ồ, có gì đâu. Tôi trả lời nhưng vẫn không thể ngưng cười. Nếu không có gì sao em cứ cười mãi vậy? Tôi vừa cười như nắc nẻ vừa lắc đầu. Chị Di đi đến bên tôi, mỉm cười, cố hỏi để cho biết chuyện gì. Cuối cùng tôi bảo, được rồi. Tôi kể cho chị nghe, lâu nay tôi học các thuật ngữ y tế trong công việc của tôi ở giai đoạn 1. Chị nhìn tôi như muốn hỏi, như vậy có gì đâu mà buồn cười. Tôi bảo chị học và nhớ các từ ấy thì không có gì đáng cười hết. Nhưng điều khiến tôi buồn cười là tôi sẽ bối rối khi tôi phải dịch cho các ông các bà những danh từ liên quan đến hệ sinh dục, những bộ phận kín của họ. Em làm thế nào mà dịch cho các bệnh nhân lớn tuổi hơn em khi em phải nói những thuật ngữ đó? Em còn nhỏ mà, chị Di. Tôi bày tỏ, tôi đọc lại những từ sẽ gây khó khăn cho tôi khi phiên dịch. Chị Di cười, chị nói có lẽ dần dần tôi sẽ bớt mắc cỡ đi. Nhưng tôi bảo chị rằng tôi sẽ hổ thẹn chết người khi dịch những từ đó. Chị cười chế giễu và nói, sao? Chứ em không phải là người tình nguyện làm việc trong lĩnh vực y tế à? Em biết, em sẽ là một người chuyên nghiệp và em sẽ không bật cười đâu. Tôi sung sướng được làm việc tình nguyện tại giai đoạn 1. Khi tôi tới đó, tôi trông đợi để được giúp bệnh nhân. Tôi làm việc hăng hái như một người bán hàng. Qua cửa sổ vuông có chấn song của hiệu thuốc, tôi quan sát khách hàng người Campuchia, Campuchia lai Trung Quốc, Việt Nam, Trung Quốc. Vừa thấy họ tới, tôi lao ra bàn giấy phía trước hỏi họ cần gì. Nếu không chắc họ là người Campuchia, tôi sẽ hỏi tôi giúp được gì. Nếu họ là người Việt Nam, tôi sẽ để bác sĩ Trần khám cho họ. Nếu là người Campuchia, tôi sẽ hỏi họ về bệnh, tập trung thông tin lại trước khi họ gặp người chuyên trách. Sau khi dịch xong, tôi sẽ lấy thuốc theo toa của họ. Tôi rất giỏi đọc chữ viết thảo của Marie, bác sĩ Sophon và bác sĩ Trần. Khi chúng tôi không bận, tôi ở luôn trong hiệu thuốc. Tôi nhìn rồi đọc nhãn hiệu trên mỗi chai, lọ thuốc, suy nghĩ về thành phần của mỗi loại thuốc và cách nó làm cho bệnh nhân khỏe hơn. Đôi khi ngồi rảnh, tôi lấy phù hiệu ra khỏi áo và nhìn nó một cách say mê. Trên phù hiệu này có một tấm ảnh nhỏ của tôi đang mỉm cười. Tôi cắt ra từ bức ảnh lớn, chụp từ buổi tiệc sau khi tôi xong khóa ESL. Vào tuổi 16, tôi hãnh diện về mình. Tôi nhìn vào phù hiệu nhiều lần, thấy hạnh phúc vì công việc mình đang làm. Tôi ngồi chờ trên chiếc ghế đầu trong hiệu thuốc, chờ các bệnh nhân người Việt mà bác sĩ Trần vừa khám xong. Một vài người đàn ông trẻ tuổi tiến lại cách cửa sổ có chấn song của tiệm thuốc. Họ nói chuyện với nhau và mỉm cười. Mỗi người đưa cho tôi toa thuốc của mình và nhìn tôi vẻ háo hức. Tôi nhặt một toa lên, tôi đọc tên thuốc rồi tìm thuốc trên kệ. Khi tôi đang gói những viên thuốc trắng đó lại, tôi thoáng nghe các từ Beautiful và I love you do một trong bọn họ nói. Khi tôi đưa thuốc cho bệnh nhân, tôi nhìn thấy một khuôn mặt bẽn lẽn, lúng túng của anh ta. Tôi trốn chạy bằng cách lấy một toa thuốc khác và tìm thuốc. Khi tôi đang giúp đỡ mọi người, một bệnh nhân bẽn lẽn nói câu đó với tôi. Tôi yêu cô bằng tiếng Việt. Dù tôi hiểu câu đó, tôi chỉ tặng lại cho anh ta một nụ cười thân thiện, giả vờ như tôi không hiểu gì. Đột nhiên, anh ta bước lại gần tôi hơn và nói I love you bằng tiếng Anh. Tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao, nên tốt nhất là không nói gì hết.
Bạn anh ta cười nho nhỏ rồi nói điều gì đó với anh ta bằng tiếng Việt. Thật lạ lùng, tuy nhiên cũng rất hấp dẫn khi biết đàn ông bị tôi cuốn hút. Có lẽ Om Soi nói đúng rằng dù tôi còn nhỏ, tôi trông chín muồi hơn tuổi. Vì thế người ta xem tôi là phụ nữ chứ không phải là cô gái vị thành niên. Tôi thì không muốn thô lỗ với bất cứ ai, nhưng tôi không hề được hướng dẫn phải xử sự như thế nào trong những thời điểm tế nhị như thế. Ratha nói với tôi có một bác sĩ đang cần người thông dịch. Tôi bèn chạy vội xuống phòng sảnh lớn và vào thử một phòng khám sức khỏe, nhưng không có ai ở đó. Tôi bước qua phòng kế cận, thấy cửa đang khép hờ. Tôi nghe thấy một giọng nói đang cố nói tiếng Campuchia. Tôi nhìn vào, đột nhiên một cặp mắt đen nhìn lại tôi. Chắc là một bác sĩ mới, tôi tự hỏi. Tôi chưa bao giờ gặp anh trước đây. Anh mang một ống nghe quàng quanh cổ. Anh trông giống người Phi, trẻ trung, hấp dẫn, mái tóc đen, sáng và đôi mắt đen với hàng mi dài. Bị bắt gặp đang nhìn trộm, tôi cần thời gian để lấy lại tư thế. Tôi hít một hơi dài, lấy bình tĩnh rồi gõ cửa. Mời vào. Tôi tự giới thiệu, nói tên mình và tôi đang làm gì ở đây. Anh ta đứng lên và nói, tôi là bác sĩ Tanedo, Achilles Tanedo. Anh đưa tay bắt tay tôi. Tôi bắt tay lại không hề bối rối ngượng ngùng. Bà Maria hẳn là hãnh diện vì tôi. Tôi dịch cho người bệnh nhân, nhưng tôi nói thêm với người bác sĩ là tôi chưa từng thấy anh ở đây. Anh nói phần lớn anh làm việc ở bệnh viện. Bệnh viện? Tôi không hề biết trại này lại còn có cả một cái bệnh viện. Nhưng tôi không hỏi thêm. Cái tôi muốn là muốn thiết lập một mối quan hệ, và điều này xem ra không khó. Tôi hỏi bệnh nhân những vấn đề liên quan đến bệnh của bà. Trong chừng 10 phút, bác sĩ Tenado viết cho bà toa thuốc. Và khi đó, trí tôi nằm nơi tiệm thuốc, cố tìm thuốc của bệnh nhân này ở trên kệ. Chị Ri sung sướng gọi tên tôi nhiều lần, như thể cố nhớ cái tên đó. A Thi, A Thi, chị vừa nhận được thư, chúng ta sẽ đến với chú Sen. Tôi nhìn chị, lây theo sự hớn hở của chị. Tôi vừa phấn khích vừa hoài nghi. Chị Ri lấy hơi, cố bình tĩnh rồi giải thích. Chị nói, em có nhớ chị kể về một người bạn chị nhờ giúp chị viết một lá thư không? Em có nhớ anh Van Tha, anh ấy muốn đi bất cứ nơi nào không? Chị ngừng nói như để tôi kịp hiểu hết những gì vừa nghe. Tôi đưa tay đón lấy lá thư từ tay chị, vừa nhớ những gì chị nói. Chị nhờ một người bạn viết hộ một lá thư nhân danh chúng tôi, xin cho chúng tôi được đến với chú Sen ở Oregon, chứ không phải được đưa tới đâu một cách tình cờ như anh Van Tha đã dọa. Tôi mở lá thư mỏng ra và đọc lời đáp. Xin bảo mấy đứa trẻ rằng PA đã xếp ông Leng Sen vào loại có khả năng bảo lãnh và không hề nói đi bất cứ nơi đâu. Ký tên TP. Tôi há hốc mồm, mắt mở tròn. Cơn vui sướng bùng nổ qua miệng. Tôi gào lớn. Hôm nay tôi không có nhiều thân chủ, nhưng tôi thấy mệt và đói. Xong việc tôi đi bộ chậm chậm về nhà, trời vẫn còn sáng. Một vài gia đình ngồi trước nhà, rồi một người phụ nữ mặc chiếc váy dài chạy ra khỏi căn hộ. À, chính là căn nhà của tôi. Chị chạy như thể đang chạy đua về phía tôi. Chị Ri! Mỉm cười, tôi đứng dừng lại, nhìn chị chạy. Tôi thấy vui. Chị tôi lại chạy giống như một cô gái nhỏ đang hớn hở vì được quà. Mặt chị rạng rỡ, chị nắm lấy vai tôi, lay tôi, rồi nói, chúng mình sắp đến với chú Sen rồi, sắp đi rồi. Thật hả? Chị gật đầu, rồi nhảy tưng lên, tôi cũng nhảy theo. Chúng tôi chẳng cần biết chồng chúng tôi điên như thế nào. Trước mắt hàng xóm nữa. Chúng tôi quên hết. Chỉ biết đến niềm vui của chính mình. Khi bình tĩnh lại, tôi hỏi, có phải chị nghe gọi tên gia đình và số BT, số phân cho mỗi gia đình, của chúng tôi đọc trên loa phóng thanh không? Chị gật đầu liên tục, đưa mắt nhìn trời, tôi nhắm mắt lại và mỉm cười. Đột nhiên, tôi ở trong một thế giới cho tôi hy vọng và khiến tôi trôi nổi bồng bềnh.
mỗi bộ phận trong cơ thể tôi đều thưởng thức cái hương vị lâng lâng khó tả đó. Chân tôi như tự động nhấc tôi lên, cứ như thế tôi nhảy múa trên con đường trải nhựa. Chị Ri quan sát tôi cười vang. Ngày hôm nay tôi muốn làm lễ mừng cho vận may của chúng tôi. Tôi trông mong một đời sống mới ở nơi xứ lạ. Tuy vậy, lòng tôi vẫn bồn chồn, sợ hãi. Mọi thứ có vẻ đầy hy vọng, tuy nhiên khá trừu tượng. Điều chưa biết làm tôi hoang mang. Có lẽ đối với những cô gái Mỹ hoặc Campuchia trạc tuổi tôi, còn có cha mẹ thì khác. Còn tôi tại Mỹ, tôi là một đứa trẻ mồ côi, không còn pa hoặc mắc. Tôi thấy thiếu chắc chắn, bất an bởi cuộc sống của tôi lâu nay rất khác với cuộc sống trong tương lai. Tôi ước chi mình có thể vạch kế hoạch rõ ràng, sắp đặt nó rõ ràng như một cuốn lịch. Tôi chỉ còn vài ngày nữa để chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Tôi dựng lên một danh sách trong đầu những người bạn tôi muốn đến chào tạm biệt. Một trong những người đó là một bệnh nhân, một bà già dễ thương, mắt không nhìn rõ và chân yếu. Khi thông dịch cho bà gọi tôi là con, bằng một giọng trìu mến, còn tôi gọi bà là om, bà cô, vì có lẽ bà lớn hơn mắc nhiều. Đến thăm bà giữ tôi ở lại rất lâu. Trước khi tôi về, bà còn bảo tôi cầu nguyện Đức Phật với một compi, tức là một bó gỗ sồi buộc chặt ghi lời kinh Phật. Người cầu nguyện thắp nhang, khấn thầm điều muốn, rồi đút nén nhang vào đó. Chỗ đầu cây nhang chạm vào sẽ cho thấy tương lai của mình. Chiều lòng bà, tôi khấn vái compi. Tôi khấn, xin cho con được gặp vận may, vận tốt. Xin trời Phật giúp con ở Mỹ. Cuối cùng, lời tiên tri đoán trong compi là tôi sẽ gặp vận tốt. Một người đàn ông giàu có sẽ tìm ra tôi và sẽ giúp đỡ tôi mọi đường. Om mừng, cả tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Rồi ngày cuối cùng cũng đến, tôi đã gói ghém mọi thứ, ít áo quần, vài cuốn tập, sổ, cuốn tiếng Anh thực hành tập 1. Các bức ảnh gia đình tả tơi mà tôi còn giấu được, cuốn tự điển y khoa Roger cho tôi, một gói nhỏ đựng vài thứ thuốc phòng có ai bệnh trên máy bay. Tôi cũng để luôn vào gói thẻ chứng minh tôi làm ở giai đoạn 1, phòng có ai hỏi về nguồn gốc số thuốc. Tôi bảo chị Ri tôi đã gói ghém xong mọi thứ, rồi chạy xuống cầu thang và gọi với lên cho chị rằng tôi cần đến giai đoạn 1. Tôi phải chào tạm biệt các đoàn tôi. Trên đường ra khỏi trại, tôi chạy ba chân bốn cẳng. Nước mắt tôi ứa ra khi tôi nghĩ đến việc rời bỏ trại PRPC, trại người tị nạn ở Philippines này. Tôi hy vọng chốc nữa họ vẫn còn ở đó. Tôi không muốn rời nơi đây mà không từ giã họ. Tôi cũng đã báo cho mọi người ở giai đoạn 1 rằng tôi sẽ đi Mỹ. Nước mắt chảy tràn trên gò má tôi. Đột nhiên có tiếng gọi sau lưng tôi. Charity, Charity. Tôi quay lại, đưa mắt tìm người gọi. Một người phụ nữ Mỹ đang chạy vội lại phía tôi. Mary Blitz. Cô cười và chạy nhanh thêm, nhảy qua cả bồn hoa bên cạnh đường. Tôi cười nói, Mary, em sắp qua Mỹ ngày hôm nay đây. Em định tìm chị để chào chị đó. Thì mình cũng có nghe vậy từ những người trong bệnh viện. Đó là lý do mình đến tìm bạn đây, để mình có thể nói lời từ biệt với bạn. Cô nhìn rồi ôm choàng lấy tôi. Cô đưa cho tôi địa chỉ của cô ở Washington DC và bảo tôi viết thư cho cô. Cô có thể viết thư giới thiệu cho tôi một việc làm ở Mỹ. Nhìn vào cặp mắt ướt rượt của tôi, cô xin lỗi không thể chào tôi sớm hơn vì vừa rồi cô đi sang miền quê Thái Lan. Biết tôi còn ít thời gian, cô chào tạm biệt và chúc tôi may mắn ở đời sống mới tại Mỹ. Tôi chùi nước mắt và chạy vội đến phòng chuyên khoa. Tôi đến bàn giấy phía trước để xem bác sĩ Tenando có đến bên đó không, nhưng hôm nay anh chỉ làm ở bệnh viện thường thôi. Họng tôi thắt lại. Khi người y tá nghe tôi sắp rời đây, cô liền gọi điện cho Tenando ở bệnh viện và nghe anh nói anh sẽ tìm gặp tôi trước khi tôi kiểm tra sức khỏe bắt buộc trước khi lên máy bay. Tôi cười
cảm ơn, rồi chạy như bay ra khỏi cửa. Tôi không nén nổi một nụ cười rạng rỡ. Trước đây, người xung quanh hay trêu tôi về bác sĩ Tenado, nhưng tôi chẳng cần. Tôi quả là có thích anh, và anh tỏ ra rất tốt với tôi. Tôi về nhà thì bác sĩ Tenado đã có mặt ở đó rồi. Chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã đến chào tạm biệt em. Tôi kêu lên, cười tươi như hoa, nhưng cũng bối rối vì anh cứ nhìn mãi vào tôi. Anh cười đáp lại và bảo rằng anh đến ngay đây khi nghe tôi sắp rời khỏi nơi này. Anh thật tốt khi phải bỏ thời gian đến chào tôi. Tôi lúng ta lúng túng mắc cỡ. Tôi hạ mắt nhìn xuống đất rồi mới chợt nhớ phải giới thiệu anh với chị Ra, chị Ri và anh Tham chứ. Anh rất nghi thức và thành thạo nữa. Rồi anh hỏi tôi, Chanrithi, em định làm gì ở Mỹ? Em muốn đi học lại. Chắc sẽ học ngành y. Có lẽ em đi học lại cũng là quá muộn. Em đã 16 tuổi. Em đã không học một trường chính thức nào từ 7 năm nay, khi Campuchia sụp đổ và rơi vào tay Khmer Đỏ. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, thấy tủi thân khi thời thơ ấu của mình đã trải qua suốt dưới chế độ Khmer Đỏ và các trại tị nạn. Tôi thấy mình lạc hậu. Tôi sợ hãi nước Mỹ, đất nước mà tôi chờ đợi để đi đến. Bây giờ lại làm cho tôi sợ. Charity, em vẫn còn trẻ lắm. Chỉ mới 16 tuổi, em vẫn có thể đi học. Bác sĩ Tenado nhìn tôi đầy vẻ thông cảm. Anh cúi xuống tìm mắt tôi, rồi nói, ở Mỹ, em có thể học bất cứ cái gì em muốn. Giọng nói nhẹ nhàng, đầy hy vọng của anh giúp tôi can đảm. Tôi đưa mắt lên nhìn anh. Từ trong lòng, tôi muốn nói, thật hả? Em có thể học bất cứ cái gì em muốn à? Thế thì em sẽ học nhiều thứ lắm. Cặp mắt anh nói rằng tôi có thể. Tôi cảm thấy dễ chịu, an ủi. Anh là người đầu tiên tôi chia sẻ cả niềm hy vọng và nỗi sợ hãi. Bây giờ tôi thấy gánh nặng đã được cất đi. Tôi biết ơn anh nhường nào. A Thi ơi, người ta đã đi đến chỗ kiểm tra sức khỏe rồi đó. Chị Ri chỉ tay về phía sân trước. Nhiều gia đình mang hành lý và trẻ em đi về phía một dãy lều rộng dùng làm nơi kiểm tra sức khỏe. Tôi đưa mắt nhìn bác sĩ Tenado. Tôi không muốn nói lời từ biệt. Anh đề nghị để anh xách hộ cái túi vải len của tôi. Tất cả chúng tôi đi vội về phía lều. Đến lều, người ta gọi tên anh Văn Tha. Anh lo lắng chạy ùa vào trong lều và chị Ra, tay bế Xin La cũng bước vào, vừa đưa mắt ra hiệu cho chúng tôi vào theo. Chúng tôi cùng vào. Một phụ nữ người Phi ra lệnh cho anh Văn Tha cởi bỏ quần áo trước mặt chúng tôi. Anh từ chối ngay lập tức. Khi đó người phụ nữ kia mới ra lệnh cho chúng tôi ra ngoài. Ra khỏi lều, tôi ném cho người đàn bà này một cái nhìn đầy tức giận, vì bà ta đã coi thường chúng tôi. Bác sĩ Tenado bèn hỏi tôi có chuyện gì. Tôi giải thích. Anh bèn đề nghị chúng tôi đưa hồ sơ cho anh. Rồi bác sĩ Tenado đi hết lều này sang lều khác, nói với các nhân viên y tế người Phi bằng chính tiếng nước Anh. Chúng tôi chỉ còn việc đứng gần anh là đủ. Các người kia chỉ liếc nhìn chúng tôi, rồi tập trung chú ý vào bác sĩ Tenado. Chị Di cười, liếc nhìn tôi, rồi nhìn Tenado. Cuối cùng chị cũng thốt ra. Không tệ đâu, A Thi. Em có một người bạn bác sĩ giúp đỡ tụi mình rất nhiều. Thấy tôi cười, chị cũng khúc khích. Chị Ra cũng cười, Sa Vông và Mập hình như cũng hiểu, cười theo. Anh Văn Tha thì nở một nụ cười yếu ớt. Liền đó, Tenado trở lại với tôi và nói rằng tất cả chúng tôi đã làm xong thủ tục. Anh dẫn chúng tôi về phía một hàng xe buýt dọc theo con đường trải đá. Trên con đường nhựa, bên cạnh các chiếc xe, hàng cụm gia đình đứng với hành lý, mặt đỏ bừng, mắt sưng vù. Một cô gái trẻ đứng khóc bên cạnh một người đàn ông, vẻ mặt buồn buồn. Nhìn vào cô gái, tôi cũng khóc theo. Chị Ri quệt nước mắt. Dù Xin La đang ngủ trong tay, chị Ra cũng cố giấu nước mắt. Phần lớn phụ nữ đều khóc, đàn ông thì chỉ buồn. Người ta nói lời từ biệt và nhắc nhau đừng quên viết thư. Âm thanh của tiếng nức nở càng vang dội. Rồi người ta gọi từng gia đình, mọi người lên xe. Đột nhiên tên tôi được gọi.
Tôi muốn nói với bác sĩ Tanedo rằng tôi rất nhớ anh, nhưng khi nhìn anh, tôi chỉ có thể khóc. Người ta nhìn tôi, nhưng tôi chỉ khóc, không tiếng nào lọt ra khỏi miệng tôi. Lưỡi tôi như bị dính lại. Athi ơi, nhanh lên. Chị Ri vẫy tôi từ chỗ xe buýt. Mập và Sa Vông thì nhăn mày nhìn tôi vì thấy tôi quá chậm. Ôm Sinla trong tay, chị Ra cũng hối tôi. Chị đứng bên cạnh Van Tha khi họ chen chúc bước lên bậc xe. Anh Tham thì đã ở trên xe rồi. Lúc đó tôi mới chạy ùa đến xe. Khi lên rồi, chờ được xếp chỗ bên cạnh chị Ri và Mập, tôi mới nhớ ra là mình đã quên không chào từ biệt bác sĩ Tanedo lần cuối. Tôi muốn nhìn ra cửa sổ xe và anh vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi muốn chạy xuống, nhưng lúc đó người ta vẫn chen chúc lên xe. Athi! Athi! Có tiếng gọi, rồi tiếng đập khẩn cấp nơi cửa sổ gần tôi. Tôi quay người lại. Qua hàng nước mắt, tôi thấy khuôn mặt mếu máo của Serenia, bạn tôi. Tôi xê lại gần cửa sổ. Khuôn mặt mếu máo của Serenia lại nở ra một nụ cười. Mình cố chạy nhanh hết sức để có thể đến đây trước khi bạn đi mất. Athi ơi, mình sẽ nhớ bạn lắm. Tôi bảo nó đừng khóc vì nó chỉ làm cho tôi khóc thêm mà thôi. Nhưng nó đâu nghe, nó khóc òa lên và tôi úp mặt vào hai tay. Chanrithi, một giọng nói dịu dàng cất lên. Tôi quay đầu về phía tiếng nói. Bác sĩ Tanedo đang ngồi bên cạnh tôi. Ôi, bác sĩ Tanedo! Tôi thở ra hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng rất buồn. Tôi đi với em một quãng, khi gần đến bệnh viện, tôi sẽ xuống đó. Cảm ơn anh. Tôi nói nhỏ, đưa tay quệt nước mắt. Tôi cảm thấy một bàn tay dịu dàng đang nắm lấy tay phải của tôi. Tôi nhìn Tanedo, anh nói nhỏ, bảo tôi đừng khóc. Tôi muốn nói tôi không ngừng được, nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu. Athi, bạn đang rời chúng tôi. Bạn đi rồi, không có ai có thể làm cho chúng tôi cười nữa khi bạn đi rồi. Serenia nói nhớ lại chuyện đã qua. Tôi nghẹn họng, bật cười rồi lắc đầu. Quên mất mọi người trên xe ngoại trừ bác sĩ Tanedo. Tôi bảo Serenia rằng trong nỗi buồn này, nó nhắc tôi về tiếng cười mà tôi mang đến cho nó và bạn bè. Con nhỏ bạn này quái quỷ thật. Tôi trêu nó cười khúc khích, quên cả buồn. Cảm thấy mình ngu ngốc vì cười vang trong nước mắt giàn giụa, tôi giải thích với bác sĩ Tanedo. Anh nhìn tôi và nở một nụ cười buồn, rồi tay anh nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng khi xe buýt khởi hành, Serenia khóc thét lên, lại đập tay vào cửa sổ. Từ biệt Athi, từ biệt! Nó gọi lớn. Xe chạy, Serenia chạy theo một lúc, rồi xe tăng tốc. Serenia lại khóc nức. Tôi lấy tay che mặt, khóc nức nở. Nào, Chanrithi, đừng khóc nữa. Tanedo thì thầm, tay anh vỗ nhẹ lên tay tôi nhiều lần. Xe buýt ngừng, Tanedo đứng lên, nhìn tôi một lát, rồi chào tạm biệt và chúc tôi may mắn. Đêm đón chào chúng tôi tại phi trường, ánh đèn thành phố chiếu mờ mờ lên bầu trời tối đen, mang cái sách thức ăn một tay và chiếc sách vải len nơi tay kia, tôi hít sâu cơn gió vào người. Tôi đi vội bên cạnh Mập, Sa Vông và chị Ri. Anh Than ở phía trước chúng tôi, anh Van Tha ở phía trước cả anh Than. Chị Ra mệt nhọc lê bước sau anh, tay bế Sinla vào ngực. Tôi ở đây cùng gia đình, nhưng tâm trí tôi vẫn còn ở nơi trại. Tôi nhớ các bạn hơn bao giờ hết trong đời. Nhưng khi máy bay cất cánh, bay lên bầu trời, tôi thấy dễ chịu ngay. Chúng tôi đang băng qua đại dương, bên trên cái thế giới đã trói buộc chúng tôi, và chúng tôi còn sống. Tôi nghĩ về những gì đang đợi tôi ở nước Mỹ. Tôi tưởng tượng chú Sen đang nhìn vào bức ảnh của chúng tôi gửi cho chú, nhớ lại khuôn mặt của những đứa con còn sót lại của người anh ruột mình, những kẻ mà chú không hề thấy mặt suốt 6 năm trời kể từ ngày chú bước ra khỏi cổng nhà chúng tôi. Trong chiếc sách vải len tôi mang theo còn có những bức ảnh khác, những bức ảnh cũ mòn tả tơi mà tôi đã cố gắng gìn giữ suốt thời Khmer đỏ,
phải rời chúng từ mái lều này sang mái lều khác. Bây giờ, chúng đi cùng tôi đến Mỹ, cùng với những ký ức không thể xóa bỏ về những năm tháng bi thảm của Campuchia, về Pa, về Mắc, về chị Chê, Avi và Vin, về 28 thành viên của đại gia đình chúng tôi và vô số người khác đã chết. Với tôi, những thứ ấy đang được chuyển an toàn đến Mỹ, một chuyến đi chỉ có thể thành hiện thực nhờ chú Seng. Chú là chiếc cầu dẫn tôi, chị Ra, chị Ri, anh Than, Mập, Sa Vong, Sila và anh Van Tha đến với cuộc sống mới. Chúng tôi như những hạt bụi của lịch sử bị thổi bay đi và Seng giống như bàn tay chặn cơn gió lại. Chúng tôi bỏ lại phía sau đất nước Campuchia bị nghiền nát bởi bánh xe lịch sử của Khmer Đỏ và bay đến Mỹ. Nơi đây, chúng tôi sẽ phải tự định nghĩa lại chính mình, một hình thức tái hóa thân cho tất cả chúng tôi. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.